Bài này có 64 bước, chia ra làm 8 động tác. Rồi, động tác thứ nhất ạ, chân trái trước ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ tư. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hết. Bây giờ em quay lưng lại cho các chị dễ tập nhé. Rồi, động tác thứ nhất, chân trái trước ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6. 1, 2, 3, 4. Động tác thứ 7 đi ạ. 5, 6, 7, 8. Động tác cuối cùng, động tác thứ 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là hết rồi đấy các chị. Em chúc các chị thành công nhé. Các chị bấm nút đăng ký kênh giúp em nhé. Chia sẻ giúp em ạ. Em cảm ơn các chị.